chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý thân mến, khi bước sang tháng mới thì chắc chắn ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, con cái chăm ngoan, tinh thần vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Tuy không được giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy, không phải quá mức thiếu thốn lao tâm khổ tứ quá nhiều. Theo tử vi học, mỗi người sinh ra đều có bát tự số mệnh. Con người ta khi sinh ra đều phải có 9 phần thực lực, 1 phần may mắn. Nhưng được đặt vào hoàn cảnh khác nhau nên vận số của mỗi người sẽ khác nhau. Có người khi mới sinh ra đã ở trong gia đình quyền quý, giàu sang, đầy đủ điều kiện, được yêu thương chiều chuộng, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì, biệt thự, xe hơi đều có đủ. Nhưng lớn lên không lo làm ăn nên tài sản dù có to, kết xù đến mấy cũng dần dần tiêu tan hết. Nhưng cũng có người lúc nhỏ sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, thương cha, thương mẹ, bước ra đời từ rất sớm, bươn chải nuôi trí hơn người, đến thời kỳ trung vận họ được hưởng trọn vẹn cuộc sống giàu sang sung sướng, tiếng tăm hiển hách. Đặc biệt, sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng đúng 7 ngày tới này, vận trình của người tuổi Canh Tý sinh 1960 có rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, trong họa có phúc, nếu như biết cách nắm bắt thời cơ trong thời điểm này, nếu tuổi Canh Tý luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp, tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Vậy, vận trình cụ thể của người tuổi Canh Tý ra sao? Cơ duyên nào đã giúp bản mệnh được may mắn như vậy? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Người tuổi Canh Tý sinh 1960, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Tuổi Canh Tý cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo giác xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo giác, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu túc trí lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả đỡ vất vả hơn so với những năm trước. Vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng. Thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi.
Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương giúp đỡ. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ. Càng về già thì cuộc sống càng an nhàn thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao, nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận, người luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến. Vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Theo đánh giá chung thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ tìm tòi giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, tức đất trên vách, là người trung thực, thẳng thắn và lạc quan. Họ sẽ không bị trầm cảm cho dù tình hình có khủng khiếp đến mức nào. Họ có một phản ứng nhanh chóng và khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ. Họ đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Nhưng hầu hết những người tuổi Canh Tý đều tự cho mình là trung tâm. Họ luôn nghĩ về bản thân mình trước tiên. Họ thiếu kiên nhẫn hay nghi ngờ. Những người tuổi Canh Tý có ý chí tự lập, mạnh mẽ và suy nghĩ trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, họ thường tự lập nghiệp từ sớm để không còn phải phụ thuộc vào cha mẹ. Nhờ vào điều này họ nhanh chóng có được cuộc sống an cư lạc nghiệp vì luôn tò mò với thế giới xung quanh. Người tuổi Canh Tý thích dành thời gian để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới lạ. Khi giao tiếp với mọi người, tuổi Canh Tý luôn tỏ ra khôn khéo và lịch thiệp, nên họ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Hơn thế nữa, người tuổi Canh Tý rất tốt bụng và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nếu chăm chỉ hành thiện tích đức thì họ sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng trong những năm tháng cuối đời. Theo tử vi trọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phúc báo, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý. Vào thời thơ ấu, nam mệnh tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió. Tới thời trung vận họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc đời. Vào khoảng thời gian này, có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, về hậu vận thì an nhàn, sung sướng. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi. Lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư dả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý. Cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả. Càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật. Nếu biết làm nhiều điều tốt tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Số mệnh của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận,
họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch. Bước vào 7 ngày tới của tuổi Canh Tý báo hiệu một thời điểm đầy thuận lợi và suôn sẻ trong sự nghiệp. Mọi công việc trong tầm kiểm soát của bạn, không còn những lo lắng bất ngờ. Sự khiêm nhường và cẩn trọng là điểm sáng nổi bật của bạn trong giai đoạn này. Bạn biết lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, không chỉ để hoàn thiện công việc mà còn để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng sự ổn định và cân bằng. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại cho bạn sự bình an trong tâm hồn, làm dịu lại mọi xáo trộn trong cuộc sống. Trái tim nhân hậu và hòa ái giúp bạn vượt qua mọi sóng gió mà không để lại tổn thương. Bạn đã học cách buông bỏ, không để những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng. Thời gian này bạn trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, biết quản trị cảm xúc, giữ được sự lạc quan và tỉnh táo. Điều này giúp bạn tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm hồn luôn nhẹ nhàng, từ đó tăng cường khả năng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Thời điểm này cũng là thời điểm bạn có cơ hội nhìn lại những gì đã qua với một cái nhìn thấu đáo hơn. Những bất công hay hành xử không đúng từ người khác không còn làm bạn phiền lòng. Với tư duy tích cực, bạn trở nên sáng suốt hơn, biết cách xử lý mọi tình huống. Với sự khôn ngoan và bình tĩnh, điều này không chỉ giúp các quyết định liên quan đến công việc của bạn trở nên thuận lợi, mà còn mang lại sự thành công và kết quả tốt đẹp. Về phương diện tình duyên, sao Bách Diệt chủ đào hoa chiếu mệnh, dự báo thời điểm này bạn sẽ đón nhận những khoảnh khắc tình cảm. Đặc biệt đối với những ai đang độc thân, đây là thời gian của những cơ hội mới, những mối quan hệ đẹp đẽ nảy nở. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình, cần phải thật cẩn trọng. Đôi khi sự đào hoa quá mức lại mang đến cám dỗ. Hãy giữ vững lòng chung thủy và tránh xa những điều có thể gây hại cho hạnh phúc gia đình bạn. Một bước đi sai lầm có thể ảnh hưởng lớn đến sự yên bình mà bạn đã xây dựng bấy lâu nay. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Canh Tý sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhìn lại và nhận ra rằng công việc không nên lấn át cả sức khỏe và tình cảm cá nhân. Bản mệnh có thể dễ dàng rơi vào trạng thái mất cân bằng nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và cuộc sống riêng. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và hãy nhớ rằng cuộc sống là sự hòa hợp của nhiều yếu tố. Không chỉ mỗi thành công trong sự nghiệp, một cách để duy trì sự cân bằng đó là thiết lập kế hoạch làm việc chi tiết, phân chia thời gian rõ ràng cho từng công việc, từng mục tiêu. Việc lên kế hoạch này không chỉ giúp bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mà còn giúp bạn kiểm soát cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Thời điểm này cũng là cơ hội để bạn thể hiện quan điểm cá nhân một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn tại nơi làm việc. Khi bạn bày tỏ ý kiến của mình với đồng nghiệp, đừng ngại ngần hay lo sợ bị phản đối. Điều này có thể mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ, tạo ra sự tôn trọng và tín nhiệm từ những người xung quanh, mở ra những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Ngoài ra, sự hiện diện của Tam Hội trong thời điểm này cũng mang đến những cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc với những đối tác chia sẻ cùng mục tiêu lý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần tự tin trong việc ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn. Những mối quan hệ mới này không chỉ thúc đẩy sự nghiệp của bạn, mà còn giúp bạn tạo ra mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bên cạnh công việc, việc tham gia vào các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, thể thao hay các hoạt động thư giãn khác sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng một cách hiệu quả. Thậm chí trong những khoảnh khắc giải trí ấy, bạn có thể khám phá ra những tiềm năng ẩn sâu bên trong mình mà trước đây chưa từng nhận ra. Đây cũng là cơ hội để bạn cảm thấy mới mẻ, đầy sức sống hơn, giúp tinh thần phấn chấn trở lại. Trong chuyên môn, bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ mới đầy thú vị, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Sự xuất hiện của một người đồng hành mới, có thể là đồng nghiệp hoặc đối tác, sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn trầm lắng nhờ sự cởi mở trong tư duy. Bạn sẽ sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những ý kiến mới mẻ, giúp công việc của mình tiến triển một cách tích cực và hiệu quả hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch. Đúng trong 7 ngày tới,
tài lộc của con giáp tuổi Canh Tý sẽ có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ tập trung nhiều vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, đặc biệt là cho những dự án dài hạn mà bạn đã ấp ủ. Tuy nhiên, sự thận trọng trong quản lý tiền bạc là điều cần thiết. Vào lúc này, bạn cần ưu tiên việc tiết kiệm và đầu tư, thay vì tiêu xài vào những thứ xa xỉ không thực sự cần thiết. Đây không chỉ là cách bảo vệ tài sản của mình, mà còn giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Mặc dù bạn đang tập trung vào việc tiết kiệm, nhưng thời điểm này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Điều quan trọng là đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân. Những kỹ năng, kiến thức và tài năng mà bạn đã tích lũy không nên bị lãng phí. Thay vào đó hãy tận dụng chúng để tạo ra thu nhập. Đừng coi việc mình giỏi ở một lĩnh vực nào đó là điều đương nhiên, mà hãy tìm cách khai thác nó để mang lại lợi ích tài chính. Sự xuất hiện của thực thần trong thời điểm này là một điểm lành cho tài lộc của bạn. Những buổi gặp gỡ dù là trong các tình huống bình thường như một bữa ăn cũng có thể trở thành cơ hội để bạn nảy sinh những ý tưởng mới mẻ, mang tính chất ra tiền. Đây là thời điểm mà những ý tưởng đó có thể giúp bạn thực hiện các kế hoạch tài chính một cách hiệu quả. Thậm chí những người bạn cũ, người thân hay đồng nghiệp hiện tại cũng có thể trở thành đối tác làm ăn trong tương lai, nếu hai bên có cùng chí hướng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Tuy vậy, việc thành công về tài lộc không chỉ đến từ các cơ hội bên ngoài, mà còn nằm ở khả năng quản lý và sử dụng tài sản của bạn. Bạn cần biết chọn lọc các cơ hội đầu tư một cách thông minh, không nên quá vội vàng trước những lời mời gọi hấp dẫn. Hãy để sự điềm tĩnh và sáng suốt dẫn lối, giúp bạn duy trì tài chính ổn định và vững vàng hơn. Xét về phương diện tình cảm gia đạo của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Canh Tý trong thời điểm này có nhiều cung bậc cảm xúc cần lưu ý. Đặc biệt khả năng quản lý cảm xúc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ. Thời điểm này, bạn cần khéo léo hơn trong việc bộc lộ cảm xúc cá nhân, tránh để những cảm xúc bộc phát không kiểm soát, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Hãy cân nhắc và thật cẩn trọng trước khi bày tỏ bất cứ điều gì, bởi những lời nói ra trong lúc thiếu tỉnh táo có thể làm rạn nứt mối quan hệ mà bạn đang vun đắp. Đáng chú ý, thời điểm này còn mang đến một điểm báo tích cực liên quan đến con cái. Nếu gia đình bạn đang mong chờ sự xuất hiện của một thành viên mới hoặc có kế hoạch sinh con, đây là thời điểm vô cùng thuận lợi. Tử vi cho thấy lộc con cái sẽ xuất hiện, mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho những ai đang mong chờ. Tin vui trong việc sinh nở, đây cũng là cơ hội để gia đình thêm phần khăng khít và gắn bó trong niềm vui đón chào thành viên mới. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện trong tình duyên đều diễn ra suôn sẻ. Sẽ có những lúc cả hai người xảy ra những tranh cãi nhỏ nhặt, những mâu thuẫn từ sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm nhận. Thay vì căng thẳng hay cố gắng tranh thắng thua, hãy sử dụng những lúc đó để suy ngẫm lại mong muốn thật sự của bản thân trong mối quan hệ này. Điều gì đang khiến bạn phiền lòng? Liệu bạn có đang quá khắt khe với đối phương hay không? Đôi khi sự chia sẻ chân thành lại là chìa khóa giúp cả hai hiểu và cảm thông với nhau hơn. Việc duy trì một mối quan hệ yêu thương lâu dài không chỉ dựa vào tình cảm ban đầu, mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đặc biệt là khả năng lắng nghe. Đừng cảm thấy mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, bởi đôi khi việc chia sẻ những cảm xúc thật lòng sẽ làm đối phương thêm hiểu và quý trọng bạn hơn. Hãy tin rằng sự đồng cảm và chia sẻ là điều cần thiết để giúp cả hai vượt qua những thử thách trong mối quan hệ, giúp tình yêu thêm bền chặt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Sức khỏe của con giáp tuổi Canh Tý 7 ngày tới này có những dấu hiệu không mấy khả quan. Bạn có thể cảm nhận được cơ thể mình dễ bị khô khan từ họng, mũi cho đến làn da. Những triệu chứng này có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Đừng đợi đến khi cảm thấy khát mới uống, mà hãy tạo thói quen uống nước đều đặn để duy trì sự cân bằng và độ ẩm cho cơ thể. Thời tiết thay đổi cũng làm làn da trở nên khô ráp hơn. Bạn cần chú ý đến việc dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên không chỉ giúp da bạn mềm mại, mà còn bảo vệ khỏi những tác động từ môi trường. Đừng quên rằng ngay cả trong những ngày dâm mát, việc sử dụng kem chống nắng vẫn rất cần thiết. Thói quen này sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV vốn vẫn tồn tại ngay cả khi trời không nắng gắt.
Áp lực công việc có thể khiến bạn dễ dàng rơi vào trạng thái làm việc quá sức mà không hề nhận ra. Khi bạn tập trung cao độ vào công việc, có thể bạn khó có thể dứt ra. Điều này khiến cơ thể dần kiệt quệ mà tinh thần cũng trở nên mệt mỏi hơn. Hãy biết khi nào cần dừng lại để cho cơ thể và tinh thần có thời gian nghỉ ngơi tái tạo năng lượng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng báo động mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi, bởi kiệt sức sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài. Sự xuất hiện của nhị hắc nhập cung Đông Nam trong thời điểm này là một lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe, theo phong thủy. Điểm báo này cho thấy con giáp tuổi Canh có nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng hay các bệnh về phổi. Chính vì vậy, hãy chú ý đến việc giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh, đặc biệt vào buổi tối hoặc sáng sớm. Cũng đừng quên tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ngoài ra, hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Đôi khi việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là ngăn chặn bệnh tật, mà còn là cách bạn yêu thương và quan tâm đến chính mình. Một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ và thư giãn tinh thần sẽ giúp bạn vượt qua thời điểm này một cách khỏe mạnh và an toàn hơn. Cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 7 ngày tới. Khẩu quyết: hãy tự lực vì đó là cách để bạn trưởng thành nhanh nhất. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Thân và Hợi. Màu sắc may mắn là màu tím và màu trắng. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý cùng với cẩm nang dượng dẫn đúng 7 ngày tới của tuổi Canh Tý sinh 1960. Điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm nào 7 ngày tới sẽ xuất hiện cơ hội vàng. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Thời điểm này người tuổi Canh Tý có nhiều biến động tích cực trong cuộc sống. Canh Tý sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong công việc, tài chính và tình cảm. Những nỗ lực trước đây của bạn bắt đầu đem lại kết quả, mang lại cảm giác hài lòng và tự tin. Trong những ngày này, người tuổi Canh Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Các dự án đang dang dở sẽ có tiến triển tốt. Bạn có cơ hội để thể hiện năng lực của mình và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh hãy tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và không ngại ngần nhận thêm trách nhiệm. Đây là thời điểm tốt để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Sự cẩn trọng và kỹ lưỡng trong công việc sẽ giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có. Về mặt tài chính, thời điểm này có dấu hiệu khởi sắc. Những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, hoặc bản mệnh sẽ nhận được những khoản thu ngoài dự kiến. Điều này mang lại cảm giác an tâm và hài lòng về mặt tài chính. Khuyến nghị, mặc dù tài chính đang tốt lên, bản mệnh cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để duy trì sự ổn định tài chính trong tương lai. Trong những ngày này, người tuổi Canh Tý sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và người thân. Tình cảm gia đình ấm áp, hòa thuận cũng mang lại cảm giác yên bình và hạnh phúc. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới. Bản mệnh hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc và chia sẻ với người thân yêu của bạn. Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu, hãy tự tin và chủ động trong việc tạo dựng mối quan hệ. Sức khỏe của người tuổi Canh Tý trong thời gian này khá ổn định. Tuy nhiên, do khối lượng công việc có thể tăng lên, bạn cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi và căng thẳng. Bản mệnh hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và đảm bảo giấc ngủ đủ. Việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Lời khuyên cho người tuổi Canh Tý trong những ngày này: đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Canh Tý tận dụng cơ hội và phát triển bản thân. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Sự cẩn trọng kỹ lưỡng và chủ động trong mọi tình huống sẽ giúp bạn đạt được những kết quả mong đợi. Cuối thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và thành công cho người tuổi Canh Tý. Hãy tận dụng mọi cơ hội và luôn giữ tinh thần tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu trắng. Con số may mắn là 96, 54 và 24. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý sinh 1960.
người tuổi Canh Tý có điềm báo hao hụt tiền bạc đáng kể trong những ngày này do sự xuất hiện của hung tinh đại hao. Đây là một thách thức không nhỏ cho các kế hoạch kiếm tiền đầu tư kinh doanh của bản mệnh, đặc biệt với dân buôn bán làm ăn. Vận trình sự nghiệp của tuổi Canh Tý cũng nảy sinh nhiều vấn đề, thời điểm này cần phải tập trung hơn vào những việc mình làm thì mới tránh được những rắc rối có thể xảy ra. Con giáp này nên nhớ cấp trên chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng để đánh giá, nên đừng khiến mọi việc phức tạp thêm. Thời điểm này, bản mệnh còn được nhắc nhở thận trọng với kẻ xấu, vì có tiểu nhân vẫn đang chờ đợi lúc bạn sơ hở để lừa gạt tiền bạc. Đây có vẻ là một thời điểm không mấy khả quan đối với con giáp này. Mọi thứ diễn ra với một nhịp độ rất chậm, tai họa luôn rình rập. Về tình cảm, mối quan hệ đôi lứa cũng chẳng khá hơn là mấy. Khi tuổi Canh Tý vừa nhạy cảm vừa đa nghi, khiến nửa kia thấy ngột ngạt, khó chịu. Nếu cả hai không cùng chia sẻ với nhau thì chẳng mấy chốc vết rạn nước sẽ rộng ra và mối quan hệ có nguy cơ tan vỡ. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu bạc và màu xám. Con số may mắn là 25, 38, 96 và 57. Quý khán giả thân mến, trong cuộc đời có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt, bởi theo lời Phật dạy đó là những lời nói gieo trồng ác nhân tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ 6, trong đó cùng xem bạn có lỡ phạm sai điều gì không để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn từ hành động, muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người? Điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện, có những lời nên nói nhưng cũng có những lời tuyệt đối tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm xương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta tích thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây ra tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ dàng vấp phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu, uống lưỡi 7 lần trước khi nói hay họa từ miệng mà ra, số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên, tu chí làm ăn. Tránh lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin xác đáng đều là lời nói rằng bệnh dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh cần tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải cũng phải mau chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khởi nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nói lời chân thực là việc thiện hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại nói dối: nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh. Vì thế, cần phải tránh xa, cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà chỉ nhằm mục đích đùa vui, thì cũng gây ra hiệu quả không tốt, bởi những lời đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng là mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức, hay có những người vì hám danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là niềm ác tự tạo, chỉ vì sở thích hám danh đem lại, dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai hoặc nói dối đùa chơi nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó. Cho nên phàm là người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là nói dối ít hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Tránh lời nói đưa chuyện thị phi.
Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn vũ khí của chính mình, khiến cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham sân si. Nhưng khẩu có bốn điều đó chính là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong 10 điều ác. Từ đó chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên chúng tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý khởi nghiệp. Trong đó cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống, nhưng như thế những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì chúng ta đều cho là đúng. Con người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm bất kể sao đều không hợp ý ta. Chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người đúng và sai. Nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được, bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta. Trong đó chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thật, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai. Sinh ra bất bình tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này lời nói thì phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết, cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than, vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn. Hay giờ chúng ta cho việc đó là tốt nhưng chưa chắc là tốt, thật sự bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt, thật sự có thể nhân duyên của chúng ta không tốt bằng người kia, rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu, như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác, phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu như làm được như vậy thì không nói lời thị phi, chẳng khó gì và tránh lời nói tiêu cực than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt vũ khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng, nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay lại, hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.